bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua. Để thử thách tâm và trí, thành công không bao giờ là dễ dàng. Những gì đang diễn ra chính là sự khảo nghiệm đối với sư Minh Tuệ. Thành Phật hay thành ma là do sư mà thôi. Chúng ta hãy cùng thắp đuốc và đồng hành cùng viên ngọc quý để cảm nhận và học hỏi con đường giác ngộ. Chính vì những điều hạnh đầu đà mà sư Minh Tuệ đang nghiêm túc thực hiện theo đúng chánh pháp, cũng từ đó ông nhận được quá nhiều sự ủng hộ, yêu thương, quý mến của bà con nhân dân trên khắp cả nước, phần nào ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của một số nhà sư khác. Chính vì vậy mà phần nào gây nguy hiểm đến con đường tu tập của ông. Một người dùng mạng lo lắng viết: xem ra tình trạng tu tập hiện tại của sư Minh Tuệ đang khá khó khăn, một mặt vấp phải nhiều sự công kích chỉ trích lối tu khổ hạnh đầu đà, cho rằng lối tu không chùa là phá hoại Phật giáo tăng đoàn, mặt khác là tiếp xúc với nhiều lời khen ngợi tân bốc là chân sư, thậm chí ví như thánh, coi là nhân tố phục hưng Phật giáo, họ quỳ phục tán thán suốt chặng đường. Trong lối tu kiểm soát tâm, người tu phải đạt miễn nhiễm trước khen chê, sùng bái, bất kính, thoát khỏi thất tình lục dục của tục thế. Việc thiên hạ khen chê đều là chướng ngại, người chê người khen đều là chướng ma cản trở tu tập, và người tu phải lấy mấy thứ đó là mục tiêu để vượt qua. Tu là phải gặp trở ngại gian truân càng nhiều, trở ngại càng tốt, có thế thành quả đạt được trong tu nghịch cảnh, như vậy mới kiên cố bất hối chuyển. Hình ảnh đầu đội trời chân đạp đất khắp mọi nẻo đường đã làm lung lay những bước chân quen bước lên xe máy, xe hơi, phi cơ sang trọng của nhiều vị tu sĩ. Hình ảnh ba y phấn tảo được chấp vá từ những mảnh vải lượm từ bãi rác, bãi tha ma khiến cho những bộ hoành y của nhiều tu sĩ bị lu mờ. Hình ảnh chiếc bình bát được chế từ lõi nồi cơm điện vì sợ làm hoang ố hình ảnh bình bát của Phật, những bình bát mà rất nhiều tu sĩ dùng để nạp đầy những món đồ phi pháp. Hình ảnh từng bước chân an lạc khắp mọi nẻo đường của Tổ quốc, dưới trời mưa giá lạnh hay nắng nóng 30-40 độ C, chỉ để rèn luyện sức khỏe và học hỏi lối sống tam quý, tri túc, biết đủ, khiến cho vô số các tu sĩ quen hành cước trong các đạo tràng cao sang phải nhột nhạt. Hình ảnh một ngày ăn một bữa trước ngọ, sau ngọ ai cho, ai tặng, ai cúng dường bất cứ thứ gì đều nhất quyết không nhận, cho dù một vật nhỏ đã khiến nhiều tu sĩ ăn ngày ba bữa, nhận đồ cúng dường phi thời, cảm thấy bị thương tổn vì quyền lợi đang bị thu nhỏ và đe dọa. Hình ảnh ai cho tiền, nhét tiền, ép nhận tiền vào tay nhưng nhất quyết không nhận, vì nhận tiền là phạm giới, khiến cho không ít tu sĩ quen thường nhận tiền, tìm mọi cách để nhận tiền của chúng sanh phải đổ mồ hôi hột. Hình ảnh đắp y phấn tảo, an nhiên tự tại giữa bốn mùa nóng lạnh, kiết già qua đêm trong hang núi sâu, dưới rừng lá rậm, trong căn nhà hoang hay giữa bãi tha ma, khiến cho nhiều tu sĩ quen nằm giường cao, nệm đẹp, có máy điều hòa phải cảm thấy bất an. Hình ảnh nụ cười an lạc luôn nở trên môi, từ bi cầu nguyện an lạc cho những chúng sanh, ngay cả khi bị chúng sanh chỉ trích lớn tiếng, thể hiện giang hồ xua đuổi, khiến không ít tu sĩ đã quen cảnh được chúng sanh khúm núm, xu nịnh, cung phụng cảm thấy nhức nhối. Luôn xưng con với tất cả chúng sanh, tự tại, vô ngại, vô ngã, khiến không ít tu sĩ quen núp trong ảo tưởng giả tạm, đứng ngồi không yên. Luôn phủ nhận mình là tu sĩ vì không muốn làm mất đi hay làm ảnh hưởng tới hình ảnh tôn nghiêm, cao quý của bổn sư, bổn tự nơi mình xuất gia, mà chỉ khiêm hạ nhận mình là một công dân Việt Nam đang học thực hành theo hành nguyện của Phật, khiến không ít tu sĩ và các cư sĩ cuồng tín tức tối. Luôn pháp lấy giới của đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật làm thầy, trang nghiêm trong từng bước chân, khiêm cung lễ kính trước hết thảy chúng sanh, khiến cho nhiều tu sĩ, cư sĩ lơ mơ về pháp, sao nhãn, khinh khi giới luật của Phật phải tức tối hoảng sợ. Luôn lấy giới định huệ làm thầy, làm nền tảng tu học, làm hành trang khuyến tấn hành giả, tùy duyên hóa độ chúng sanh, khiến cho nhiều tu sĩ cư sĩ quen tu giới định huệ trên salon, phòng lạnh, đứng ngồi không yên, ăn ngủ không ngon, không yên giấc. Sự xuất hiện của Thích Minh Huệ đang làm sống lại hình ảnh của một chư cổ Phật, của bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhắc nhở khuyên tấn chúng sanh đi theo con đường bát chánh đạo để cùng nhau hướng về bến bờ giải thoát. Mọi hành vi, phương tiện nói xấu, hạ thấp danh dự thầy hay chỉ trích thầy Thích Minh Tuệ càng chứng tỏ một điều: đạo từ bi trí tuệ của Phật đang không ngừng tỏa sáng trên đất Việt. Thưa quý vị, câu chuyện sự thật về tu tập của đạo Phật là loại bỏ tham sân si mà sư Minh Tuệ đang thực hiện đúng chánh pháp đã nhận quá nhiều sự quan tâm của dư luận. Một trang báo mạng nổi tiếng thế giới đã viết: ngài Minh Tuệ, tấm kính chiếu yêu, hình ảnh người đệ tử của Đức Phật. Ngài Minh Tuệ một mình bước đi chân trần, đầu trần, mặc y phấn tảo khất thực một ngày một bữa, ngủ ngồi không nhận tiền đã làm lay động quần chúng. Quần chúng yêu mến ngài, ngưỡng vọng ngài, vì ở ngài ta thấy được hình ảnh của một vị chân tu, một vị chân thật tu học theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Quần chúng yêu mến ngài vì với đức hạnh của mình, ngài đã mang đến cho họ niềm tin vào một tương lai của đạo Phật, cái mà đang ngày càng trở nên xa xỉ ở hiện tại. Quần chúng thì yêu mến, nhưng yêu tăng thì sợ hãi. Nhiều yêu tăng bắt đầu lên tiếng chỉ trích, nói xấu ngài, dù ngài chỉ đi khất thực và chẳng làm gì họ. Vì sao thế? Đơn giản lắm, là đức hạnh chân thật chính là viên ngọc quý phát ra ánh sáng giác ngộ, giúp khai sáng quần chúng. Nhưng ánh sáng đó cũng xua đi bóng tối của yêu ma, thế nên yêu ma ngay lập tức lo sợ và phản ứng.
Quý Phật tử nào muốn xin phước, xin lộc cầu may thì xin dừng lại, vì hành vi như đây không phải là cách như Phật dạy. Phước báu hay lộc tài là nhân quả đều là từ bản thân mình mà ra, không thể nào làm điều ác rồi đi cúng một bữa để mong xóa tội. Không thể nào vì ham nhà xe sang, con cái giỏi giang mà cúng một lần để được phát đạt, giàu sang được. Nếu được, mong mọi người hãy theo thầy vì lòng ngưỡng mộ, kính trọng. Mong học được đạo hạnh từ các thầy mà theo, như vậy theo mình sẽ tốt đẹp hơn. Mong các anh chị YouTuber đừng vì like view của mình mà bất chấp làm phiền sư sáng tối. Nếu anh chị có lòng, mong anh chị đưa lên tiếng nói để ổn định bà con, tạo môi trường thoải mái để thầy được thuận tiện con đường tu học. Lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tình thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bã vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bã vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe dày, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương Tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.